Mời anh. Mà là em làm ở thành phố là được bao nhiêu năm rồi? Dạ chắc cũng được mười mấy năm, gần 20 năm. Là anh còn anh chị em gì không? À, còn chứ. Chắc cũng lập gia đình hết rồi. À, lập gia đình hết rồi. Nhà anh có mấy người? Sáu người. Sáu người vậy là còn một anh. Dạ. Mà là ý định của em là có muốn lập nghiệp ở thành phố hay là về quê để thì tùy, ví dụ như tình yêu có thể đủ lớn thì em có thể về quê cũng được, tại vì em vẫn còn cha mẹ ở dưới đó mà. Với lại anh chị em cũng còn nữa ở dưới đó. Em ăn đấy. Và là công việc của em là có được trong tuần là có được nghỉ ngày nào á? Thì em làm tới buổi sáng thứ bảy thôi, buổi chiều thứ bảy được nghỉ với là chủ nhật. Em có làm thêm cái mảng kem này nữa, kem là tự sản xuất. Thì cái xưởng ở bên nhà bè gọi là kinh doanh thêm một cái món kem. Đó là công việc chính là kế toán công ty thiết kế xây dựng. Vậy nói chung là công việc của em với cái ở đây là quá ổn định rồi. Anh thì công việc thì cũng ở Đắk Lắk, không biết có lên được thành phố là nghiệp không cũng chưa biết được. Vậy lúc trước anh làm cái gì? À, cũng làm bên. Rồi chị Tường mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Đây chị mẫu cho. Ơi ơi ơi, trời ơi, đợi tôi phục vụ nữa hả trời. Khổ ghê á. Được chưa anh? Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình nha. Anh nói to rõ lên. Anh tên gì ạ? Mình tên là tên Ngô Tấn Tài. Ngô Tấn Tài. Tài năm nay nhiêu tuổi? Năm nay 40 tuổi. 40 tuổi là sinh năm bao nhiêu? 80. Tấn Tài hiện tại đang làm công việc gì? Bây giờ thì đang làm công việc lái xe. Xe mấy chỗ? Dạ, xe 5 chỗ. Lái cho sếp hay là lái công ty hay là lái như thế nào? Dạ, lái cho bản thân thôi. Ý là mình mua xe mình chạy công nghệ. Quê mình ở đâu Tài? Quê gốc là ở Phú Yên, hiện tại là đang ở Đắk Lắk. Ủa, rồi mình xuống đây ghi hình thôi đó hả? Dạ. Ủa, xuống hồi nào? Xuống từ tối hôm qua. Rồi khi nào mình về? Nếu như mà không bấm nút là về luôn. Không bấm nút là về luôn. Không bấm nút là về luôn. Còn nếu bấm nút? Bấm nút thì ở lại chơi rồi ngày mai về. Trời ơi, thấy thương quá. Ở trên núi xuống nha. Rồi nếu bấm nút rồi mai về thì chừng nào gặp nhau nữa? Thích gặp lúc nào là đi lên gặp lúc đấy. Ghê, rất dễ thương. Rồi, cảm ơn Tài nha. Rồi, tới em gái giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em tên là Trần Phạm Quỳnh Vân. Năm em 38 tuổi. Em đang làm việc ở kế toán ở công ty thiết kế ở quận 3. Nhà em ở Thủ Đức. Thủ Đức. Cũng quê quán thì em cũng ở Buôn Mê Thuột. Ồ, vậy hả? Buôn Mê Thuột luôn hả? Bây giờ còn ai ngoài đó không? Dạ, còn ba mẹ với anh chị em. Bao lâu thì mình lên về thăm? Lễ Tết rồi. Hoặc là nói chung là cuối tuần sắp xếp được rồi. Vậy thì hiện tại mình ở đây là ở với ai? Dạ, ở với vợ chồng của đứa em trai. Với em út. Rồi đâu mình hỏi thử nhau coi ở trển đó mình có ở gần nhau không? Dạ, em ở Đắk Lắk là em ở cái khu nào em? À, em ở cái số 6 ngay chỗ Hòa Đồng. Đúng rồi. Anh thì cũng gần đấy đó, ở Chu Quynh. Ồ, Chu Quynh là cách 20 cây. Cũng tiện quá ha. Quá được luôn, quá được luôn. May quá, sao mình điên trùng quê giờ không biết nữa. Nhưng mà rồi em có bao giờ em nghĩ rằng là mình lập nghiệp thành phố luôn hay là sau này mình sẽ về quê hay là chồng mình đâu mình đi theo đó chưa? Đã nghĩ tới chuyện đó chưa? Dạ cũng đã nghĩ tới rồi, thì chồng đâu mình theo đó. Chồng đâu theo đó. Em nghĩ mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì vậy? Điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn được. Thì em cũng có thể quan tâm chia sẻ với mọi người. Còn điểm yếu của em thì em hơi rụt rè trước đám đông, cũng là ít nói, trầm tính. Những lúc rảnh rỗi thì mình có cái sở thích đam mê gì không? Dạ thì cuối tuần thì em chỉ đi chơi với mấy đứa cháu trong nhà thôi. Trời ơi, không có bạn bè chơi với mấy đứa cháu thôi hả? Còn tụi em thì bạn bè cũng lập gia đình hết rồi. Còn bên đây sao, mình sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Tài? Dạ, điểm mạnh thì không uống rượu, không hút thuốc, chân thật. Điểm yếu thì nhút nhát, không biết nói tán gái, ngại tiếp xúc đám đông. Dạ, rồi khi mình chở khách trên xe rồi có khi nào mình hỏi chuyện rồi bắt chuyện với khách không, hay là mình cứ lên rồi chở rồi tới nơi lấy tiền thôi? Thì mình cũng đang thay đổi cái tính cách với phong cách để cho nó hòa hợp với mọi người, để công việc mình được trôi chảy. Nhưng mà hiện tại mình, em có phải nuôi ai không? Nuôi ba mẹ, nuôi gia đình gì không? Dạ không. Ở mình vậy đó. Ở
với mẹ. Nhưng mà không có nuôi mẹ, đi làm tiền về rồi tự cất xài hay là gửi mẹ? Mẹ thì của mẹ riêng, của mình riêng. Cất được khá chưa? Lấy vợ được chưa? Được. Được. Chứ cũng không nói là nhiều nhưng mà đủ khả năng. Đủ khả năng. Rồi ok. Tình trường thì sao? Hồi trước giờ mình trải qua mấy mối tình rồi? Thì chỉ được hai mối thôi. Mối thì cũng gọi là mối học sinh sinh viên thì nó cũng trải như kiểu trải nghiệm vậy thôi. Còn mối về sau thì cũng yêu đương cũng 2-3 năm xong rồi ra mỗi người làm một công việc, xong rồi mỗi người có một cái khoảng cách nó xa xa, cái dần dần cái là cảm thấy không hợp thì họ đi lấy chồng. Nói chung là mình cũng không thể nào mà ngăn cản được. Hay là chưa yêu lắm, chưa yêu mãnh liệt? Thì chắc là đợt đó đang còn nhút nhát quá, chưa dám thổ lộ mạnh mẽ như bây giờ á. Bây giờ là mạnh mẽ rồi đó hả? Giờ là quá mạnh luôn rồi. Sao em biết em quá mạnh? Thì bây giờ là cái tuổi mình là đâu còn để mà trải nghiệm nhút nhát nữa. Thế bên này mình tình trường sao cơ? Dạ thì em cũng có hai mối tình. Quen thì cách đây 5 năm em có quen một anh ở ngoài, anh là công an. Thì quen được 6 tháng. Nhưng mà anh lại muốn về Bắc. Nhưng mà em lại không có muốn theo ảnh về. Vậy sao nãy em mới nói là chồng ở đâu mình đi đó? Dạ cũng đã nghĩ tới rồi, thì chồng đâu mình theo đó. Chồng đâu theo đó. Nhưng mà thời điểm đó là em còn trẻ. Bây giờ nó khác, thay đổi tính chắn hơn, suy nghĩ khác rồi. Dạ đúng. Rồi vậy thôi, cái chia tay đó hả? Dạ. Vậy là cũng chưa yêu mãnh liệt. Chứ mãnh liệt là trời ơi, chị mà yêu ai mãnh liệt là người ta đi đâu chị đi đó. Tình yêu chưa đủ lớn. Chưa đủ lớn. Còn một mối tình đó tới giờ luôn? Dạ không, thì cách đây vài tháng thì em có quen một anh. Thì cũng tìm hiểu khoảng 2 tháng nhưng cảm thấy không có phù hợp. Rồi sao tình yêu ngắn ngủi không phải 6 tháng, 2 tháng không vậy trời? Dạ, xong rồi em mới đăng ký tham gia chương trình. Thế cái tiêu chuẩn của em là như thế nào? Muốn tìm thì em chỉ cần tìm một người có chứng kiến của mình, là biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Ngoại hình thì vẻ ngoài ưa nhìn là được rồi. Cao, thấp, mập, ốm? Thì không quan trọng. Rồi, thế còn em sao? Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Nói chung giờ cái tuổi này thì mong muốn bạn gái là sống chân thật, là biết đối nhân xử thế với nội ngoại. Con gái là được, không cần phải cầu kỳ hay là như thế nào nữa. Nhưng mà thấy được là phải quyết chiến nha, quyết chiến quyết thắng nha. Quyết chiến đấy, lần này là quyết tâm luôn. Quyết tâm luôn ha. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được, mình quen bao lâu thì mình sẽ cầu hôn người ta? Cầu hôn càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng tốt. Rồi có cần làm dâu gì không? Lấy vợ về có làm dâu gì không? Nói chung thì làm dâu thì làm dâu, và không làm dâu thì ở riêng. Ở riêng ở đâu? Có hai nhà mà. Có hai nhà mà. Ủa chứ hiện giờ em đang sống nhà nào? Sống nhà với mẹ. Ừ. Với một nhà thì làm quán điện tử, nhưng mà cái nghề đó thì không làm nữa, là chạy xe không rồi để không ạ. Cái nhà làm quán điện tử là của ai? Của em luôn. Nói chung là thích ở sao cũng được, miễn cảm thấy vợ chồng thoải mái là được rồi, đúng không? Rồi giờ cho hai bạn sẽ nhìn thấy nhau nè, rồi chúng ta mới biết được cái cảm xúc ha, rồi mình nói chuyện nó sẽ dễ hơn. Hãy hướng mắt về trái tim nha. Rồi xin mời hai bạn. Tiên mới gặp em thì anh cũng có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Này là của em. Dạ, em cảm ơn anh. Cái này là em tặng anh, kem của em tự làm. Ủa, rất là cảm ơn Vân nhiều. Dạ. Kem tự làm đem tới chương trình luôn á hả? Dạ, tại vì em có kinh doanh về cái mảng kem này. Tự sản xuất ra bán kem luôn. Thưởng thức chưa? Dạ, thưởng thức. Sao? Ngon lắm. Ăn miếng nữa đi. Dạ. Cơ mập hả? Dạ. Dạ luôn hả? Kem vị gì? Dạ, kem vị sô-cô-la, ý nghĩa của tình yêu. Ý nghĩa của tình yêu. Thì thôi bây giờ để cho các bạn có một chút xíu không gian để mình trò chuyện riêng cho nó thoải mái, thì chị Tường sẽ ra ngoài và chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng My Model nhé. Chị Tường mời hai em ha. Đây là cái món súp bóng cá với sò điệp thịt cua. Thì cái sò điệp này là rất là dai, rất là ngọt, và cùng với cái hương vị đặc trưng của thịt cua là một cái món ăn không thể thiếu được trong cái buổi tiệc tại nhà hàng My Model. Mình vừa ăn súp ha, rất là dễ ăn, ngon. Rồi trò chuyện với nhau.
chủ động lên, tự tin lên. Một chút xíu nữa chị Tường quay lại, được chưa? Mời hai bạn có bữa ăn ngon miệng. Em mời Văn Kết. Mời anh. Và là em làm ở thành phố là được bao nhiêu năm rồi? Dạ, chắc cũng được mười mấy năm, gần 20 năm. Là anh còn anh chị em gì không? À, còn chứ. Chắc cũng lập gia đình hết rồi. À, lập gia đình hết rồi. Nhà anh có mấy người? À, 6 người. 6 người, vậy là còn một anh. Dạ. Và là ý định của em là có muốn lập nghiệp ở thành phố hay là về quê để... Thì tùy, ví dụ như tình yêu có thể đủ lớn thì em có thể về quê cũng được. Tại vì em vẫn còn cha mẹ ở dưới đó mà. Với lại anh chị em cũng còn nữa ở dưới đó. Em ăn đấy. Và là công việc của em là có được trong tuần là có được nghỉ ngày nào á? Thì em làm tới buổi sáng thứ bảy thôi. Buổi chiều thứ bảy được nghỉ với là chủ nhật. Em có làm thêm cái mảng kem này nữa. Kem là tự sản xuất. Những cái xưởng ở bên nhà bè. Và là kinh doanh thêm một cái món kem. Đó là công việc chính là kế toán, công ty thiết kế xây dựng. Vậy nói chung là công việc của em với cái ở đây là quá ổn định rồi. Anh thì công việc thì cũng ở Đắk Lắk, không biết có lên được thành phố là nghiệp không cũng chưa biết được. Vậy lúc trước anh làm cái gì? À, cũng làm bên tin học, công nghệ thông tin. Chuyển qua cái nghề này. À, giờ là làm lái xe công nghệ. Anh có dự định khi nào sẽ kết hôn? Nói chung thì kết hôn thì anh thấy mà cứ tình yêu đủ lớn là lúc nào cũng được, chứ không cần phải suy nghĩ nữa. Còn em thì sao? Thì em cũng vậy, nếu mà cảm thấy đối tượng phù hợp thì em cũng quyết tiến tới thôi. Thì nếu mà cùng quê thì nó càng tiện nữa. Ăn chưa? Món này dễ ăn mà. Ăn đi. Để hồi đó bụng à. Dạ được rồi. Ăn rồi dạ. Chứ thôi rủi không bấm nút đi lên chởn luôn là coi như đói à nha. Ăn cho nó đầm bụng đi. À, nói chứ hồi nãy chị cũng nghe hai bạn. Ví dụ như bây giờ là cổ bây giờ nè, cổ ở thành phố là công việc cô cũng ổn định nè. Cổ có còn thêm nghề kem rồi cổ đi làm công ty nè. Rồi giả tỷ giờ hai bạn quen nhau một thời gian đi. Mà thấy ưng rồi bắt đầu tiến từ từ tìm hiểu tới gia đình qua lại. Mà lấy nhau về thì ví dụ như về chở nó cổ làm cái gì? Em có thể là mở một quán nét hoặc là một quán cà phê hoặc là một quán bia bỏng. Làm cái nào cũng được hết. À, hồi nãy giờ em hỏi cổ thích món nào trong mấy món em đưa ra chưa? Quên. Giờ hỏi thử tại vì thấy công việc ổn định quá nên không dám hỏi. Mình nhiều khi đó là cũng những cái cho cô tham khảo. Nhiều khi cô thích em rồi nhưng mà bây giờ cô nghĩ thôi lên chởn rồi mình mất công việc ở đây mình lên đó mình làm gì, thì em cứ gợi ra cứ nói cho người ta nghe đi, còn được không được chuyện đó tính sao. Người ta thấy ha cũng có cái kế hoạch thì người ta còn suy nghĩ lại đúng không? Nếu như mà Văn mà thấy mà muốn lấy chồng ở cùng quê cho nó tiện thì về Đắk Lắk cũng có 3-4 công việc. Thì Văn thích công việc nào nhất? Em cũng thích kinh doanh. Thì em có cái nghề kem này nè, mình cũng kinh doanh trên đó được. Kinh doanh trên đó. Có cái mặt bằng ở cái nhà em nói đó phải không? Dạ. Nhưng mà cổ vẫn ngoài việc kinh doanh thêm ở nhà như vậy, nhưng mà cổ vẫn muốn đi tới công ty xin việc làm thêm thì em có đồng ý không? Nguyện vọng của vợ từ xưa giờ là phải chấp nhận thôi chứ không thể nào mà chối từ được. Rồi vậy cũng hợp lý ha. À, hôm nay mình đi với ai, có ai đi theo mình không? Dạ có bà ngoại của hai cháu á, mẹ là sao là mẹ của em dâu. À mẹ của em dâu, mời vô hơi bị rối rồi đó. Mẹ của em dâu, bà ngoại của hai đứa cháu, tức là mẹ của em dâu. Chào, rồi đó là gì của em, rồi hai đứa cháu là kêu em bằng gì? Cô là bên xu gia của em đúng không? Trời ơi thông gia. Rồi vô con mời cô. Rồi bên đây hôm nay mình đi xuống núi có ai đi theo không? Dạ, một thân một mình đi thôi. Thân một mình, rồi ví dụ giờ bên đây người ta có họ nhà gái, người ta có người lớn nè, giờ mình gọi điện về cho mẹ mình được không? Được. Làm thử coi có mẹ rảnh không, mình gọi video call cho mẹ nói chuyện. Dạ con chào bác. Dạ bác khỏe không? Chào cô. Dạ khỏe. Dạ bác khỏe. Vậy hồi đó giờ bác biết Vân và được bao lâu rồi bác? Bác thấy tính tình cô này sao ạ? Đây là cũng như con cháu trong nhà. Dạ. Nó là quen biết cũng lâu lắm rồi. Mà ở nhà thì nói chung là cái tính cũng điềm đạm. Dạ. Nói cứ lo đi làm. Dạ. Thấy được chưa? Mẹ nghe chưa? Bật loa lên. Alo.
Alo. Dạ. Con chào bác à. Dạ, xin chào cô à. Dạ, bác biết con không? Dạ, biết à. Dạ. Dạ. Bác khỏe không bác? Quay. Dạ, cảm ơn cô cũng khỏe rồi à. Dạ. Thì hôm nay con trai mình Tấn Tài xuống núi tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa để tìm bạn gái. Dạ, thì con cũng đang tìm được một bạn gái để giới thiệu với Tài. Thì hôm nay bên đây gia đình đi là cũng có phụ huynh, nên giờ con cho hai phụ huynh gặp nhau, mình chào hỏi nhau vài câu nha cô nha bác nha. Dạ đây à, bên đây là đại diện. Dạ. Bên đại diện họ nhà gái. Em chào chị à. Chào bà. Dạ, bà thấy sao cơ ạ? Bà thấy sao? Dạ em thì em thấy cháu thì nói chung là nó cũng hiền lành và cũng đứng đắn, thấy cũng là làm là ăn được. Cảm ơn chị, thì tôi muốn cho hai cháu có cơ hội được lên truyền hình như vậy, muốn cơ hội cho hai đứa tìm hiểu nhau, gặp gỡ nhau, nếu mà được nên duyên thì càng tốt. Dạ. Dạ rồi, dạ con giới thiệu với bác đây. Rồi đây là cô gái mà con đang tính làm mai cho em Tài. Dạ con chào bác. Dạ cháu. Con tên Vân. Dạ bác khỏe không ạ? Cháu dạ dạ cũng được bác. Dạ cũng được bác. Dạ bác thấy con sao? Dạ bác thấy con sao? Dạ bác thấy là cháu rất xinh và cũng được mắt bác lắm. Dạ con cảm ơn bác. Tình này chắc cháu có cơ hội nói chuyện với nhau, tìm hiểu nhau. Dạ bác đây là Vân, là quê Đắk Lắk luôn á bác, nhà Đắk Lắk luôn á bác ơi. Quê Đắk Lắk hả? Mẹ cháu ở chỗ nào? Dạ ở cây số 6 á bác, ở Hoài Long. Tài nó định đen cho nó gặp Hoài chứ. Dạ dạ rồi thôi, hy vọng trước tiên hôm nay là gặp mặt vậy là vui vẻ rồi, con sẽ cố gắng nha, con kết nối cho hai bạn. Bây giờ bác ủng hộ con trai bác một câu nè, kêu nó cố lên nè. Cố đi con ơi, cố ăn lên đi, má thấy cái cô được lắm luôn á. Rồi con cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe nha. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ con chào bác. Trời ơi bác rất là chất, rất là kiểu như người chất phát thật thà, bác thấy cô đó ưng lắm nha. Dạ thì hôm nay là riêng bác thì bác thấy chàng trai này như thế nào ạ? Thấy nó cũng hiền lành. Dạ không đứng đắn, bác thấy về thì bác cũng ưng cái bụng rồi. Bây giờ bác cũng tạo điều kiện cho hai đứa có cơ hội gặp nhau mà tìm hiểu với nhau, đến với nhau. Dạ con rất là cảm ơn lời động viên của bác, và rất là được bác ủng hộ, con rất là mừng. Dạ, rồi. Con xin rất là cảm ơn. Dạ, con cũng cảm ơn tình cảm của bác dành cho con với Vân. Dạ. Con cứ quyết định còn lại là do hai đứa. Dạ, nhỏ. Hai đứa. Dạ, rồi con cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe ạ. Rồi, dạ. Cảm ơn con. Bây giờ chị Tường sẽ có những cái câu hỏi ha. Mỗi bạn một câu hỏi, mình đọc lớn lên những cái yêu cầu ở trong đó để mà mình có thể hiểu nhau hơn giữa các bạn. Em gái đọc, cưng đọc trước đi Vân. Trong ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của hai bạn, bạn trai tặng bạn gái đôi guốc nhưng lại nhầm sai. Bạn gái hãy giận hờn để xin cách dỗ dành của bạn trai. À hãy xem cách dỗ dành. Bây giờ quen nhau là 3 năm, đáng lẽ là phải hiểu nhau hết rồi đúng chưa? Mà bây giờ mua đôi guốc tặng cho bạn gái mà mua lộn sai. Đó bây giờ bạn gái giận. Giờ em bước qua bên đây, em phải giải thích lý do tại sao em lộn. Thế em nghĩ thử coi. 3 năm rồi đi mua lộn sai. Bây giờ năn nỉ bằng cách nào đây ta? Đúng rồi. Vân ơi, anh em mình cũng yêu nhau 3 năm rồi, nhưng mà anh biết cái sai đó là sai 7, là em đi vườn. Nhưng mà anh vô cửa hàng, mà lúc đó anh vội quá, thì lúc đó cửa hàng nó lại hết sai 7, lại còn mỗi sai 8. Đâm ra là anh cảm thấy mà không mua quà cho em thì anh có lỗi, nên là anh lo đặt mua, mà cũng biết là sai. Vì thương yêu em mà không thể thiếu quà, nên anh với mua nhầm còn hơn bỏ sót. Mua nhầm còn hơn bỏ sót. Nhầm còn bỏ sót. Vậy được không nhỉ? Đúng rồi chị. Không biết nữa, Vân thấy sao Vân? Quá được rồi. Quá được. Chứ mua mà không mang hồi thì mua làm cái gì? Mua về cho em mừng. Thôi vậy chứ. Cũng các có hành lý vậy thì em cũng chấp nhận được. Chứ không phải là mua lộn cho con nào tặng qua em phải không? Không, tại vì cái cửa hàng không? Em nghĩ tương lai, có thí dụ gì mình yêu nhau, em nghĩ là mình có làm như vậy không? Chắc không đâu. Còn ấy cho tiền em đại đi khỏi mua nha. À, em nói giúp cho Vân đó nha. Rồi anh về chỗ, cảm ơn anh. Cảm ơn nha. Nếu mà nhắm mua quà mà Vân thích thì mua, còn cảm thấy không được mà không biết mua gì thôi cứ cho tiền Vân đi nha. Rồi Vân muốn mua gì Vân mua nha.
Hợp lý không? Quá hợp lý. Quá hợp lý. Ok. Rồi tới phiên em. Bạn trai hãy nắm tay bạn gái và nói lời yêu thương, tạo niềm tin cho bạn gái. Nữa hả? Sao bữa nay ông lời quá vậy ông? Sao kỳ bạn? Xuống núi nó lời gì vậy trời? Quá nữa, xin nắm tay. À, xin nắm tay. Nói lời yêu thương rồi về là bấm nút hẹn hò luôn đó. Nói sao ta bấm nha, còn không là đi về núi liền bây giờ luôn á. Bạn hãy xin bạn gái nắm tay hả? Đúng rồi, rồi nói sao cho ta yên tâm, ta cho mình cái cơ hội để mình quen nhau nè. Ờ, bạn ơi, ngày nay là ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau, cũng là cùng quê Đắk Lắk, thì cũng là một cái duyên. Anh xin được nắm tay Vân trong ngày kỷ niệm ngày nay. Vân có đồng ý cho anh nắm không? Rồi mới nắm mà rồi nói lời ngọt ngào gì đó đó nên con có. Từ bây giờ là anh em mình tìm hiểu nhau. Nếu như mà thành công thì chúng mình còn tiến nữa. Còn nếu như mà chúng mình mà cảm thấy thành công thì cũng là bạn trong đời. Một tháng anh sẽ cố gắng sắp xếp mà đến thăm Vân một lần. Rồi. Mà là đẹp rồi. Đẹp rồi, mình hứa vậy còn làm được hơn thì tốt. Rồi Vân, sao Vân bây giờ mới quay qua Vân nè. Giờ Vân cảm nhận sao về những gì anh thể hiện nãy giờ? Rồi chị vẫn đang thắc mắc tò mò, tờ giấy em viết lại gì em cho chị coi coi. Đến chương trình viết cái gì trong đó mà nãy không giờ. Phải, tại vì lúc mà tham gia chương trình thì hát một bài mà thôi khỏi hát đi. Rồi. Là cái lời bài hát đó hả? Trời đất ơi. Rồi bây giờ thì là nãy giờ những cái cảm xúc ảnh, những cái điều ảnh thể hiện với mình thì cảm xúc của em như thế nào? Từ cái cách ảnh nói thì có vẻ cũng có sự chân thành trong nó. Thì em cũng mong là những gì anh nói hôm nay thì cũng là không thay đổi nếu mà hai đứa tiến tới. Được không em? Nãy giờ mình nói là nói thật lòng mình hay là mình ví dụ vậy? Dạ, nói thật lòng. Nói thật lòng đúng không? Vâng, phải nói thật lòng. À, chị cũng nghĩ như vậy. Mặc dù đó là cái chương trình đưa ra nhưng chị cũng nghĩ là tụi em thật lòng với nhau. Thôi thì chị chia sẻ lại, đúng là một cái duyên mới gặp được nhau. Thời gian trên chương trình thì ngắn lắm, không có đủ mình hiểu được nhau đâu. Nếu mình cảm thấy là đối phương có thể là làm mình rung động hoặc là mình thấy có tiềm năng, mình để mình tìm hiểu thì mình hãy cho nhau cái cơ hội nắm bắt lấy. Bây giờ thì mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh. Không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Nha, cái này là quyền của các em thôi. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, rất là vui, chúc mừng em nha. Những cái lời nói của em đã làm Vân xúc động. Cái lúc đầu chưa thấy Vân còn đắn đo đó. Rồi mời em về bên đây. Bây giờ qua đây là đợt này là nắm tay thiệt. Nắm tay như bài chứ. Chị Tường hy vọng rằng là những cái gì mà diễn ra trên sân khấu, diễn ra trong chương trình ngày hôm nay là một cái kỷ niệm rất là đẹp của hai bạn. Thời gian phía trước còn rất dài. Dành thời gian quan tâm với nhau, mặc dù thời gian đầu có yêu xa nhưng mà công nghệ bây giờ cũng hỗ trợ mình rất nhiều. Giống như nãy gọi cho mẹ quá đơn giản. Hồi đầu tôi nghe nói là một tháng cũng có thể xuống, chừng nào đi cũng được. Vô đây con, vô đứng cho vui cũng được. Nhưng mà hứa một tháng một lần là phải làm được nha. Rồi bên này nhiều khi cổ cũng một tháng về quê một lần nữa thôi. Tôi chỉ cần tháng gặp nhau hai lần là cũng được rồi. Được chưa? Rồi đây là món quà chương trình dành tặng cho bạn nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, đây, chương trình dành tặng cho hai bạn. Đây là những cái voucher ăn uống tại nhà hàng, cứ cầm giùm cho bạn gái đi cũng được. Nhà hàng My Model gửi tặng các bạn 3 phần quà. Thứ nhất là một voucher ăn tối dành cho cặp đôi nè. Thứ hai là một voucher miễn phí cà phê thương hiệu Cowboy. Thứ ba là một hộp quà cà phê Mac Farm Coffee, gói trọn tình thân với những lời chúc sức khỏe, tinh thần đầy ý nghĩa, hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn với mỗi ngày với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Rồi mình ăn uống cùng nhau tại nhà hàng My Model. Chúc hai em vui vẻ nha, hạnh phúc nha. Thưa quý vị, rất vui ha. Một chàng trai xuống núi mà sợ hồi hộp lắm, không bấm nút là đi về liền trong ngày luôn. Nhưng mà hôm nay thì có cơ hội ở thành phố Hồ Chí Minh chơi một đêm rồi ngày mai mới về. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi quý vị.